Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Suy niệm tiếp bài giáo lý về Chúa Thánh Thần, trích đoạn tin mừng hôm nay. Đức Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ biết rằng Chúa Thánh Thần sẽ đến để dẫn các ông đến sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn nghĩa là gì? Nhìn vào cuộc đời dương thế mà Đức Giêsu đã trải qua, những việc Ngài làm, những lời Ngài dạy, đặc biệt là những lời Ngài giải thích trong đoạn tin mừng trên, chúng ta có thể thấy được sự thật toàn vẹn này. Với các môn đệ, họ phải chấp nhận số phận của Thầy mình, phải tự khiêm hạ, phải chịu đau khổ, phải chịu bắt bớ và có thể chịu chết giống như Thầy. Những điều này, ngay lúc này, các ông không thể hiểu và cũng chẳng chịu nổi. Nhưng sau khi Đức Giêsu sống lại và lên trời, Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt các ông đến sự thật toàn vẹn ấy. Và khi đó, nhờ sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, các ông đã hiểu được lời Thầy mình đã nói và còn vui lòng chấp nhận mọi đau khổ, thậm chí chịu chết vì Thầy Chí Thánh của mình, để Ngài được tôn vinh. Xã hội chúng ta đang sống là một xã hội nhiều gian dối, giả tạo. Đôi khi, người ta chấp nhận những sự giả dối ấy mà tự lừa dối chính bản thân mình. Họ đóng tâm hồn mình lại, không chịu để Thánh Thần Chúa hướng dẫn đến sự thật, đến ánh sáng theo con đường, sứ mạng mà Chúa và các môn đệ ngày xưa đã đi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng mình ra như các môn đệ xưa đã đón nhận Thánh Thần Chúa, chấp nhận để Ngài dẫn dắt. Từ đó, Ngài giúp chúng con thấu hiểu mọi giáo huấn của Chúa, cảm nghiệm được tình yêu bao la thầm lặng của Ngài và đưa chúng con đến sự thật toàn vẹn là chính Đức Kitô. Amen.